Còn unit trang bị nó cũng không có phù hợp lắm, với lại nó hơi bị động á, hơi thụ động á, hơi tù cho nó người chơi. Anh nhớ cái game em bắn con SG về con Win, anh em mình Win ngược không anh? Anh nhớ. Thế thế nào được? Để hết đấu đi, ok, để hết đấu nè. Anh đợi em với, Win anh đi. Em hâm mộ anh lắm, Win anh đi. Hồi, tự nhiên mình bức sức cho nó chi ta? Tự nhiên mình cho nó động lực cho nó Win mình sao? Nó có tạo động lực cho nó Win mình sao ta? Lỗi à, đi thì hơi sai à. Cho đi lại được không? Ví dụ liền. Ui lát gì vậy? Từ từ lát. Báo bên kia thu lên đó. AD này phải chết, AD này phải chết á. Để nó mạnh nữa. Có war hả? Sao bên vậy? Ây da. Ây da. Nhìn đây máu ở lại luôn kìa. Ác chưa? Đẩy luôn. Bị dụ. Nhìn đây máu ở lại luôn chứ. Bị nó bết anh em ạ. Hay quá. Lấy máu nó. Lấy máu nó. Đưa ra đưa Willen. Ôi. Agam, agam. Vừa 6, 12 gift, ok. Ok, chơi dây win ha. My win. Gần điên, gần khùng. Đài được luôn hả? Đài được với 2 nha. Đài tử hai nha, đài tử hai nha. Khó anh em ơi, khó giết hai. Nếu mà có flash là giết hai, không có flash thì chịu. Trời, sắp cắm hai mắt kìa. Cống tay hả? Cống tay hả? Giả mang gợ thì chứ quỷ sinh dao này game chiến thần quá BK ác. À dạo này nhiều mỡ bụng quá, 10k 10k hít đất nha a, mỗi ngày donate 10k a hít đất 10k yêu a. Ok hết game làm luôn nha. 10k 100k hả? 10k 100k hả? Hết game làm luôn. Hết chuẩn form luôn. Đúng 10k 100k nha. Hay 50k được rồi. Hết chuẩn form luôn. Trời ơi cái ông sub này ổng đi đâu vậy? Sub ơi. Đi đâu vậy? Sub tròn. Tự nhiên nó chạy qua kia vậy? Quỷ súp này quýnh gheo chứ. Ăn AD kia không có gờ, không có lát, không giết, đi giết gheo. Kiều gì 10 cái chuẩn phơm 50k. 10 cái tức phải dễ đâu mấy ông làm được không? Hết chuẩn phơm nha, chứ phải hết giỡn giỡn nha. 10 cái 10k hả? Nhà 10 cái 10k có cho anh quá. Mấy bạn này, mấy bạn lên stream rồi. Ôi, nó không qua luôn hả? Phải nó gờ giết cũng không được á, phải nó gờ xin nhau nó gờ. Tưởng xin nhau nó e vô xin AD hát não nó. Không nghe luôn.
khùng 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 hết rồi. Đậu xanh à, cây cục thì chớ xấu tính nha, rất là xấu tính nha. Trời, sức bắn đá vậy. Bắn tới. Hộ báo cáo trộm. Tìm nó hơi trâu nha. Lên full phép sớm. Game này mà mình lên đam là game này khó chơi luôn á. Game này phải lên phép á. Team mình không có phép. Team mình toàn đam tay thôi. Có mỗi dắt nó có tí đam phép. Khinh thường đam của Faget AB hả? Mẹ ta đấy. Đấy. Lên dưới kia, lên dưới gần này, dưới gần này, dưới gần này. Trời ơi, đam phải gắt áp kìa. Phải gắt áp mạnh chưa? Đi. Đam to không? Thôi xin một like, subscribe nhé. À, quên mua đồng hồ ta, game này phải lên đồng hồ. Game mà dư đam mà khỏi lên mũ được. Món cuối lên mũ. Bà con. Hòa má được á. Ăn được. Ăn được. Rồi không lên luôn. Hả? Mình chơi lớn mà. Đồ nó phải cái này. Không có lấy chỗ luôn mini ơi. Bay cổng qua lấy chỗ luôn. À mất ơi, tìm lên top nha, Tà Long ơi. Lui. Rồi chuẩn bị cái đứa lộ nè. Ừ. Rồi. Rồi sao giết nó đây. E nó cái chỗ này à. Rồi, nó hay luôn. Giỡn á, dừng chơi. Mấy pha đã phải gần á, chưa bắn tới luôn, nó tuôn vô tường á, không có tẩy. Nếu pha đó mình có tẩy thì bắn tới luôn, nó gờ tẩy không thôi phải lui. Sau một tháng cuối cùng đã có clip Faget. Test đam cái, ngay đây cho test đam cái. Ngay đây cho test đam cái. Nên nhớ like subscribe kênh cho tao nha.